Đây anh em này, nhìn thấy rồi này, đẹp lắm, nu như thế này nhưng mà không đớp được anh em. Nu. Ui anh em nhìn thấy không, nu. Đây này về khúc Ba Chi nhá. Với này hai khúc Ba Chi Lan Ma nữa. Nghe rồi. Đây tim gỗ đây thì nhìn chung là nó cũng lớn đấy nhỉ, không nhỏ đâu. Ôi. Khúc thì nó đang dài 2m8 đây. Mà tới khi mà về hoàn thiện thì chưa biết là sẽ nằm trong kích thước khoảng bao nhiêu. Sẽ ra em sẽ báo được kích thước căn bản, cơ bản là chuẩn. Chào trước phát gió. Ơi, nu anh em ơi. Có nu này. Nhưng không đáng kể. À. Hả? Cạo mặt này chưa, một mạch cũng được. Cạo mạch này một mặt đi, một ấy trước đã. Cạo phát đã. Còn không thì làm một, còn không làm một mạch kia thôi. Nũa. Mang bảo hết rồi. Cục Ba Chi Lan Ma thì không thấy bảo mà gì, bảo cục này là gì. Ra hẳn ngoài quay cho nó dễ. Này thì hiện tại là cạo trước một mạch anh em ạ, cạo bớt cái phần ôi giời, sập hố rồi. Sập hố rồi. Xoay thẳng cái bánh ra đã em. Rồi, ấy đi. Ý là nó to bằng nim như mày. Rồi, đẹp. Đề ra cả gió cái mặt này trước, kênh một mặt nhỏ nhỏ đây để làm phân tranh rồi.
bắt đi đã. Em ơi, vẫn được không? Đúng như dự tính đúng không? Quay đẹp hơn cái cây nu rồi bạn ơi. Mở từ từ đúng không? Được, con này được rồi. Không phải nu thì con này là đẹp rồi. Này. Con chơi thầy ơi. Không cần nước đâu. Nước thì... Còn nước thì càng tốt. Ở ngoài nào, qua bên này đứng qua ngoài nào. Ui, được đấy. Không, tối lắm. Tối lắm. Thiếu ánh sáng. Có vẻ sáng hơn. Được rồi, đẹp rồi. Đó. Rồi đặt lại cái mặt điện có nguồn quang. Hay sai là mấy cây nghe mà nhảy đẹp lắm anh. Mày nhảy đẹp quá. Thì kệ nó thôi chứ giờ làm gì được nó. Hay là làm thêm một cái tấm 2 phân nữa. Tìm tấm 2 phân đấy. Cái bảo kia sẽ bằng phân, hai sẽ phân rưỡi. Chia ra. Cái này bóc này. Bóc cạnh thôi anh em nha, bóc cạnh thôi, còn lại là để xẻ dọc theo đây này, xẻ dọc theo hướng này mới là lấy tấm à. Cạo gió vậy thôi chứ vẫn phải xẻ theo hướng ấy, hướng tim. Đo thử xem ngang nó được bao nhiêu, xem tính thử xem nó được bao nhiêu tấm không. Nhiều tấm lắm. 97. Khoảng 6 tấm. Riêng. Học đây không? Nó rớt á. Đôi kéo nó ra ngoài này một tí à. Kể cả nữa đi. Thôi xuống đấy kiếm mày kéo rồi. Đau. Còn hết thịt cũng là. Đến người không phải là sao nhá. Thử nhét đầy đầu vào đấy xem bây giờ có đi bệnh viện được không. Đã quá đấy. Nhìn thấy rồi mà không làm gì được. Đẹp lắm đấy mà không làm gì được. Nhìn thấy rồi mà không làm gì. Đây anh em này, nhìn thấy rồi này. Đẹp lắm, nu như thế này nhưng mà không đớp được anh em. Nu. Ui anh em nhìn thấy không, nu kinh khủng luôn mà cái phần tim đây này, nó này. Ai đấy? Vẫn được, vẫn sáng.
Đây cái đường tim của nó anh em, đường tim của nó lại nằm theo hướng cây nên là không thể xẻ được. Bớt không được là tắt điện luôn. Tuy nhiên là vẫn có được cái tấm đây anh em mình nhá. Em mình vẫn còn có được một cái tấm này. Này thì nó đang rộng là tại đầu bên kia là 60 này, đầu bên này bao nhiêu nhỉ? 80. Đầu bên này là 80. 7 năm thôi. Đấy, nu vân nó ốp vào cái phần tấm bên kia nhá. Anh em nào quan tâm thì có thể là liên hệ cho em anh em nhé. Nay có khách qua xem nên là em vừa mới đi đón khách á. Không quay được cho anh em mình xem cái đoạn mà xẻ ra cái phần nu này. Nu đã lắm anh em nhé. có nu đấy. Anh nhìn thấy là có. Nhưng không đáng kể thôi. Đây này. Cái phần đây này. Đấy có đúng không? Ôi nè. Đấy có nu mà. Ừ, có mà, có. Chắc chắn là phần cạnh là có nu rồi đấy anh em nhé. Chắc chắn là phần cạnh bên này có nu rồi đấy. Còn mặt diện của nó có hay không thì anh em hãy cùng chờ tới những cái mạch cưa tiếp theo. 234 của 234. Có gì không? Đấy nu đây. Chỗ đấy có nu đây. Được một ít. Hiếm hoi nhưng mà có là được rồi. Xem coi nào. Vân thì đẹp rồi. Đây ui xồ. Nu. Nu. Có. Đây đây. Ít lắm. Ui. Ôi, nói chung là có. Đẹp anh em ạ. Khá gì và này nọ đấy. Đẹp là cái mắt sống. Hả? Nó mà mắt sống, nay men mắt sống nó mà ruồi có mà. Nghe con cánh tủ. Đây. Cái mạch bên này thì tiền đấy, đồ đa đạp. Cái mạch bên này cũng đẹp này. Không có việc à? Mạch này thì nó không có nu. Mạch không có nu nhưng mà cũng được lắm anh em. Rồi thôi xẻ đi. Làm mạch đỡ coi nào. Đỡ bớt tầm hỏi. Bao nhiêu? Được thêm tấm nữa. Em cho thành 2 tấm. Ông làm một cái đường mặt tiền ở đây đi, chọn một cái mặt tiền trước rồi chia đều ra. Chọn cái mặt tiền trước đi đã. Cái nên sẽ phải đa dạng như các bác nhá. Như đang tính ở đầu này. 24 đây. Thì để cho cái này đẹp thì mình lấy cái tấm này khoảng tầm 7 sen. Một cái bàn này 7 sen. Đang tính được bộ là bàn 7 sen. Bàn 7 sen trên này. Trên này xuống đây làm một miếng 7 17 à. Ừ. Ừ. Úi giời. Dày vậy. Một tiền nó lại dính nhỉ. Thôi bây giờ về nhá. Ông điền đấy, bây giờ lấy trên này. Bây giờ như vậy nhá.
đây trên thằng thằng cua vả tranh của phát 8 sen tính không tiếng. Được may còn chưa đôi ra đóng đồ 4 miếng đóng tủ tủ cũng là tiền. Cái gì chả là tiền. Rồi mạch này xẻ 8 phân dày 8 xe chạy tự nhiên các bác 8 phân 24 là còn 16 đúng không. Thì... để cạnh nũa. Quên không mang. Nó có một đường khép bên hông ạ. Đâu quay mà vẫn dính lên một tí vẫn dính lên. Kênh tiếp một mạch 2 phân nữa. Đấy, bảo mà nó ở bên hông có đường thép đi lên mà. Đây này, nó có đường đi ăn trên này này. Cái đấy mình vạc phần ấy đi được rồi. Vân cũng được. Rồi xẻ tới đây, mai xẻ tiếp. Tối. Được cái đẹp đấy, đây anh em này. Vân khá lắm. Nhìn chung là vân như thế này là khá là ok rồi. Đó, tấm đấy dày là 8 phân anh em nhé. Dày 8 ạ. Dày 8 thì đây kích thước thì em đo anh em mình xem cái mặt của nó nhé. Kích thước của nó là được 75 75 dày 8 75 đi. Đầu này có cái 80 85 85 75 đấy báo trừ hao đi. mình không lái xe nên mình không nghĩ ra đúng không? Đẹp quá. Được rồi. Không có nu thì cũng ăn tạm vậy cái vân. Vân núi. Ăn bên đâu. Đây 7. Là một mạch 4 phân nữa. Để nó có cái phần đường khép này. Đấy đường nổ 4 phân trong là 1 miếng 12 phân. Là bắt đầu đến miếng 12 phân. Đường nổ. Giờ cái mạch này tiếp tục sẽ mỏng thôi, sẽ dày.
sau mạch này thì sẽ rẻ một mạch dày nhá. Sau mạch này sẽ rẻ dày rồi.